Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với V Channel. Và mình ở đây để đưa đến cho các bạn những thông tin cực kỳ hot. Đó chính là việc sau khi dính khá là nhiều post ăn cắp thông tin của người dùng, thì vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh ngừng tất cả những giao dịch bên phía viễn thông Mỹ cho một hãng điện thoại, đó chính là hãng điện thoại Huawei. Và điều đó có nghĩa là gì? Và đoạn video trên được quay bằng iPhone XR trong một môi trường đầy đủ ánh sáng và đã được sự tài trợ từ Viễn Đông Mobile. Và hiện iPhone XR đang có giá cực kỳ tốt ngay trên Viễn Đông Mobile. Mình sẽ để link ngay phía dưới cho các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào những phần chính trong video ngày hôm nay. Và để tuân thủ sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump đã đề ra thì lần lượt các công ty của Mỹ đã chính thức nghỉ chơi với hãng điện thoại Huawei. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những sản phẩm sắp ra mắt gần đây của hãng điện thoại này sẽ không được hỗ trợ hệ điều hành Android mới nhất, và cụ thể là Android Q. Ngay cả khi mà bạn sử dụng mã nguồn mở của Android thì bạn vẫn không thể nào cài đặt được những ứng dụng đến từ Google như là Gmail, YouTube hay là Google Play để cài đặt ứng dụng, vân vân và vân vân. Và nếu thiếu mất Google thì hẳn là Huawei sẽ rất là khó sống trên thị trường quốc tế. Và những điều đó có đáng lo ngại hay không thì hãy cùng mình phân tích trong video ngày hôm nay. Theo mình thì mình cũng không thấy đáng lo cho lắm, bởi vì đầu tiên là mình không sử dụng điện thoại của Huawei. Và điều thứ hai đó chính là mình nghĩ Trung Quốc là một thị trường khá là màu mỡ đối với phần lớn những thương hiệu kinh doanh trên thế giới, và những thương hiệu về công nghệ cũng không phải là ngoại lệ. Và Huawei là một thương hiệu hàng đầu về số lượng sản xuất smartphone, chỉ đứng sau Samsung. Nếu thiếu mất Huawei thì những công ty linh kiện của Mỹ thiếu đi một nguồn thu rất là lớn. Và điều này dẫn đến việc là nếu chạn chết thì chúa cũng băng hà. Và sau khi sắc lệnh này được ký kết thì cộng đồng người Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch tẩy chay Apple khỏi thị trường Trung Quốc. Và sắc lệnh này đang tạo nên một sự xáo trộn không hề nhỏ ở giới công nghệ hiện nay. Và điều thứ ba là theo thông tin thì Huawei đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi, và có thể là từ năm 2012 Huawei đã rục rịch tự tạo ra cho mình một hệ điều hành riêng nhưng vẫn chưa được công bố mà thôi. Và chúng ta cũng đừng quên họ là hãng điện thoại đầu tiên trên thế giới tạo ra vi xử lý 7 nanomet. Và đừng đùa với Huawei, trong tình huống xấu nhất thì mình nghĩ Huawei vẫn có thể tạo ra được hệ sinh thái riêng của mình mà không cần dùng tới Google. Về phần linh kiện, nếu như Huawei không thể nhập linh kiện từ thị trường Mỹ thì Huawei vẫn có thể nhập linh kiện từ rất là nhiều thị trường khác trên thế giới. Hoặc là họ không thể đi bằng cửa chính được thì họ sẽ đi bằng cửa sau, tin mình đi. Và theo Google thì những lệnh cấm này chỉ được áp dụng trên những sản phẩm sắp ra mắt gần đây của Huawei. Những anh em nào đang sử dụng B30 hay là B30 Pro đổ lại thì sẽ không cần quá lo lắng về điều này. Và nói tóm lại thì trong tình trạng xấu nhất thì mình vẫn không nghĩ là Huawei có thể chết được. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên đó là về hệ điều hành thì họ đã chuẩn bị cho việc này từ trước, nên việc chúng ta cần làm là ngồi đợi công bố mới nhất của họ mà thôi. Và điều thứ hai đó chính là những ứng dụng thay thế cho những ứng dụng như là Google, Gmail thì đã xuất hiện rất là lâu trên những hãng điện thoại của Trung Quốc. Và điều thứ ba đó chính là về phần linh kiện, thì nếu như họ không thể mua linh kiện từ những công ty của Mỹ thì họ vẫn có thể mua linh kiện từ rất là nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Và đừng quên, họ đang nắm trong tay một thị trường nội địa Trung Quốc với 1 tỷ dân, một thị trường rất là lớn. Và Huawei có thể phát triển được nhưng sẽ rất khó khăn trong tương lai. Và theo những nhà đánh giá thì đây chỉ là một đòn răn đe của chính phủ Mỹ trong thời khắc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra rất là căng thẳng. Và theo mình nghĩ là giữa Mỹ và Huawei sẽ sớm có một cuộc họp để đưa ra những biện pháp để giải quyết, như là Mỹ từng làm với ZTE. Thì những phần phía trên chỉ là những ý kiến chủ quan từ phía mình. Mình rất là mong nhận được sự ý kiến đánh giá từ các bạn ở phần comment ở phía bên dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình tên là Thanh Trực đến từ V Channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.